sau 50 tuổi, có 3 chỗ không nên đến và 7 thứ cần buông bỏ. Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bài chia sẻ trên kênh sách Nói Minh Triết. Quý vị và các bạn thân mến, Khổng Tử từng nói 40 không nghi ngờ, 50 biết số phận, 60 nghe thuận tai. Khi trải qua một nửa cuộc đời, liệu có còn mong đợi gì vào bản thân nữa không? Nên lựa chọn từ bỏ sự nghiệp, tận hưởng đời người cho thật tốt, hay là tiếp tục phấn đấu, thử sức, tiếp tục tạo ra đỉnh vinh quang của cuộc đời? Thật ra, bất luận là ở trong giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng đều hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng trên thực tế, trong lúc sở hữu những thứ này, có lẽ cũng đồng thời mất đi một số thứ khác. Vì vậy, quý vị nhất định phải lắng nghe những chia sẻ ngày hôm nay của sách Nói Minh Triết để có thể chuẩn bị cho mình một tâm thế thật vững chãi để đối mặt với sóng gió cuộc đời. Nếu làm đúng, nhất định sẽ được bình an. Và trong bài chia sẻ ngày hôm nay, sách Nói Minh Triết xin được gửi tới quý vị và các bạn lời khuyên của người xưa dạy con người bước qua tuổi 50 có 3 địa điểm luôn ẩn chứa rất nhiều rắc rối, nên hạn chế lui tới, và có 7 thứ cần buông bỏ để tránh rắc rối cho bản thân. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm 3 chỗ không nên đến và 7 thứ cần buông bỏ sau 50 tuổi. Thứ nhất, 3 chỗ không nên đến. 1. Không đến nơi thị phi. Quý vị thân mến, nơi có người thị phi chính là nơi thị phi. Một khi từ trường ở đây bị ảnh hưởng bởi thị phi, thì những người ở trong đó sẽ vướng vào sự mâu thuẫn giữa đúng và sai, dần dần rước lấy tai họa. Nếu bạn luôn phải giao thiệp với những người không biết thân biết phận như vậy, sẽ ngày càng có nhiều chuyện phiền toái chung quanh bạn. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã gặp phải tình huống bạn không gây rắc rối, nhưng rắc rối vẫn cứ tìm tới cửa nhà bạn. Giống như bụi bẩn, nó sẽ vấy bẩn lên người bạn. Chính vì vậy, tránh những nơi thị phi thì những tình huống như thế sẽ ít tìm đến bạn hơn. Như người ta thường nói, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Tiền tài thật sự có thể tồn tại lâu dài, cần phải thu hoạch thông qua con đường hợp lý. Làm người ít nhất phải làm đúng với lương tâm, không hổ thẹn với lòng mình, mới có thể sống thoải mái cởi mở. Cũng giống như dòng nước liên tục không ngừng chảy, sự tinh khiết và sạch sẽ của bạn sẽ khiến cuộc sống của bạn trôi chảy và mang lại cho bạn sự giàu có, viên mãn. Trong Tăng Quảng Hiền Văn cũng có câu, thị phi chỉ vì quá lắm lời, viên não đều do hay ra mặt. Trong cuộc sống luôn có không ít những chuyện thị phi, nhưng chúng ta có thể giải quyết nó bằng cách thị phi vào trong tai, không nghe, thành không có. Đối với những chuyện thị phi nhỏ nhặt không đáng kể, thay vì tranh cãi đánh nhau, thì chi bằng không để ý còn hơn. Đời người mấy khi được giả ngốc, đối với chuyện thị phi của nhà khác thì lại càng phải giữ im lặng. Nhà nào cũng có những vấn đề khó giải quyết, câu chuyện của gia đình người ta, bản thân mình cũng không hiểu rõ, mà cũng không liên quan đến mình. Không ai hy vọng chuyện xấu trong nhà bị người khác biết. Nếu nói thêm vào, ngược lại còn khiến người ta phản cảm. Vì vậy, tốt nhất không nên đến những nơi thị phi, để tránh vô tình nói những lời không hay, làm mất tình cảm của người khác, hoặc có thể gây ra rắc rối không đáng có. 2. Nơi mọi người tranh giành. Đừng làm chuyện lợi ích lâu dài. Đừng đến nơi mọi người tranh giành một chuyện có thể mang lại lợi ích lâu dài thì không nên làm. Bởi vì những chuyện nhìn bề ngoài tưởng rằng có cơ hội thương mại bất tận, kiếm hoài không lỗ, thì đằng sau chắc chắn sẽ ẩn chứa một cây bẫy rất lớn. Một chút bất cẩn là có thể thua sạch toàn bộ. Đừng đến những nơi mà mọi người đều có ý muốn tranh giành. Bởi vì những nơi như thế chắc chắn là mục tiêu mà mọi người đều nhắm vào, đẩy dẫy những cuộc đấu đá công khai và mờ ám. Nếu không có quyết tâm rất lớn và năng lực mạnh mẽ, thì rất dễ bị thất bại và tổn thương. Bước sang tuổi 50, đối với phần lớn mọi người mà nói, dù là tinh thần hay là thể lực, thì cũng đều không giống như lúc trẻ nữa. Không thể so đấu đá được nữa, chỉ có thể so sự điềm tĩnh thỏa đáng. Trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, chưa chắc chúng ta có thể chịu đựng nổi những điều mệt mỏi. 3. Không đến những nơi rượu thịt. Trong chương Sơn Mộc của Trang Tử Nam Hoa Kinh có câu, quân tử kết giao nhạt như nước, tiểu nhân kết giao ngọt như rượu. Nhưng cái nhạt của người quân tử sẽ dẫn đến thân tình, còn cái ngọt nồng vồ vập của kẻ tiểu nhân sẽ dẫn đến tuyệt giao. Cái tình người quân tử kết giao của những người bạn thân tri kỷ
không nhất định là đồng sinh cộng tử, oanh liệt hoành tráng và cảm động như trong các câu chuyện hay phim ảnh, mà đôi khi cũng có thể là một tình bạn bình thường như nước, không chút gợn sóng, nhưng gắn kết bền lâu. Trong cuộc sống thực tế, còn giao tình giữa tiểu nhân thì ngọt ngào như đường như mật, tuy rằng rất ngọt, nhưng không thể lâu bền. Theo dòng chảy của thời gian, tuổi tác ngày một già đi, những người mà trước đây bạn cho là bạn bè tốt, thì bây giờ dần dần mất hết liên lạc. Còn những người bạn luôn ở bên cạnh, thì lại là những mối quan hệ giao lưu rất bình thường. Tình bạn vượt qua được thử thách của thời gian mới là tình bạn chân thật. Vì vậy, tốt nhất vẫn nên hạn chế đi đến những nơi rượu thịt ăn uống. Những lúc rảnh rỗi, nên hẹn vài người bạn tốt cùng nhau uống chén trà, kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui trong nhà, cũng là một thú vui của đời người. Thứ hai, người sau 50 tuổi nên buông bỏ 7 thứ này. Ai có thể tránh khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử của cuộc đời? Tuổi thanh xuân đam mê và nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp cũng sẽ qua. Nhưng cuộc sống thật sự viên mãn hay không, phụ thuộc vào khoảng thời gian khi chúng ta bước sang bên kia sườn dốc của cuộc đời, gạt bỏ những lo âu để tận hưởng cuộc sống quý giá với nguồn năng lượng tích cực. Ở tuổi 50, rồi bạn đã có vị trí cao trong công ty, nhưng cuộc sống không nói trước được điều gì. Biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khiến bạn lâm vào khủng hoảng và bế tắc. Thực tế cho thấy, những người ở độ tuổi 50 có thể bắt đầu lại hoặc tìm kiếm một công việc tương đương, không giống như khi bạn 20, 30 tuổi. Tệ hơn nữa, công việc chỉ đeo đeo không lên không xuống, khiến bạn buồn chán trì trệ và dễ dàng bị lớp trẻ kế tiếp đào thải, đến mức không thể ngóc đầu lên. Nếu không có sự chuẩn bị cho riêng mình, thì sau tuổi 50, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro về công việc, sức khỏe, gia đình. Đời người chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi. Trước khi bước sang tuổi 50, hãy rèn luyện cho bản thân một tâm thế ổn định và tuân theo cách sống buông bỏ. Đôi khi, buông bỏ một số thứ lại làm cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn. 1. Buông bỏ lòng oán hận. Bầu trời có lúc xanh, có lúc u ám. Cuộc đời có thuận cảnh thì cũng sẽ có nghịch cảnh. Gặp mâu thuẫn mà trong tâm phiền não thì chắc chắn áp lực sẽ tăng gấp đôi. Gặp mâu thuẫn mà trong tâm vẫn an định thì tự nhiên áp lực sẽ giảm xuống một nửa. Cảnh tùy tâm chuyển. Người oán hận thì thế giới xung quanh cũng tiêu điều buồn theo. Oán hận khiến chúng ta không thể nào hưởng thụ những niềm vui của hiện tại. Khi những cảm xúc oán giận được tích tụ lâu ngày, rất có thể sẽ khiến biến thành trầm cảm và bất an. Ở trong nghịch cảnh mà oán hận thì cuộc sống cực kỳ tối tăm, khiến con người ta dễ rơi vào vỗ lầy oán hận và phiền não, được ví như bóng ma gặm nhấm tâm linh và cuộc sống. Lòng dạ lớn một phần, oán hận bớt một phần. Làm người thì tốt nhất có thể bao dung người khác, tha thứ được những lỗi lầm người khác, những thương tổn đến từ bên ngoài, giống như những tảng đá ngầm bên bờ biển, bất quá chỉ làm cho những con sóng thêm trắng xóa, xinh đẹp mà thôi. Hãy nhớ, biển rộng không than thở, mà dung nạp hết thảy. 2. Không tranh luận. Có một con bò già thông thái, chỉ vào vật gì đó dưới sông, và nói với những người bạn đồng hành rằng, đó là một con cá sấu. Người bạn bên cạnh lắc đầu nói rằng đó chỉ là một khúc gỗ. Con bò già ném đá vào con cá sấu để chứng minh cho bạn đồng hành rằng bạn đã sai. Tuy nhiên, người bạn đồng hành vẫn bướng bỉnh tin rằng đó là khúc gỗ. Để thuyết phục đối phương, nó bắt đầu chọc cành cây, vẩy nước. Cuối cùng, con bò già quyết định nhảy xuống và dẫm lên người con cá sấu kia. Kết quả, nó đã bị ăn thịt. Câu chuyện này vừa hài hước, vừa đáng suy ngẫm. Nhiều người luôn muốn giáo dục người khác trong cuộc sống, khi thấy lỗi lầm là muốn sửa chữa và chỉ dạy. Nhưng sự thật là bạn không bao giờ có thể thuyết phục được một người thiếu hiểu biết và hoang tưởng. Nếu bạn nhất quyết coi trọng việc đó thì bạn chính là đang chuốc về tổn thương cho mình. Như Dietrich Bonhoeffer đã nói, đừng cố thuyết phục sự ngu ngốc, bởi vì sự ngu ngốc không chấp nhận sự giác ngộ. Nếu bạn tranh luận với một kẻ ngốc về đúng sai, chẳng phải bạn còn ngốc hơn anh ta sao? Trong thời gian nhà văn San Mao sống ở sa mạc, cô có mối quan hệ tốt với những người hàng xóm của mình, trong đó có gia đình Henry. Một ngày nọ, tình cờ biết được người hàng xóm sắp gả cưới cô con gái mới 10 tuổi. Cô đã rất sốc,
cô ân cần khuyên nhủ nhà hàng xóm rằng điều này rất là tàn nhẫn đối với một bé gái. Tuy nhiên, những người ở đó đều cho rằng việc họ làm không có vấn đề gì. Gái nên sinh con sớm. San Mao càng cố gắng sửa lại quan niệm lệch lạc đó, đối phương lại càng chán ghét cô. Đôi bên gần như quay lưng lại với nhau vì điều này. Nhà tâm lý học nổi tiếng Iri cho biết con người thường không sẵn sàng chấp nhận những hạn chế về kiến thức của bản thân và bào chữa cho sự thiếu hiểu biết của mình. Bạn không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ và không bao giờ có thể thay đổi nhận thức vốn có của một người. Vì vậy, đừng tranh cãi với những kẻ ngốc. Nếu không, cuối cùng bạn sẽ không biết ai mới là kẻ ngu. Nói với người khác về những điều họ không hiểu luôn là điều vô ích. Bán kính nhận thức của một người quyết định quan điểm của người đó về mọi thứ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy và hiểu mọi thứ xung quanh dựa trên nhận thức của chính họ. Vì vậy, khi bạn cố gắng khai sáng cho những người ở trình độ thấp, bạn chính là đang nói chuyện với bò và gà. Làm sao ếch ngồi đáy giếng có thể tin rằng thế giới này rộng lớn biết bao? Một con châu chấu sống có 3 mùa, làm sao hiểu được 4 mùa trong năm? Tranh luận với những kẻ ngu dốt sẽ chỉ lãng phí lời nói của bạn. Và nếu bạn bắt mình phải khai sáng cho những kẻ ngu ngốc, cuối cùng bạn sẽ là người xui xẻo. Quý vị thân mến, cho dù bạn có thành công đến mức nào, bạn cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Niềm vui và nỗi buồn của mỗi người vốn không có sự kết nối. Quan điểm và sự hiểu biết của mọi người về cùng một sự vật, sự việc cũng không được kết nối để đồng bộ với nhau. Sự tự ái của một số người sẽ làm sai lệch đi trí tuệ của người đó. Khi bạn hiểu được điều này, hiểu về bản chất của con người, hiểu rằng khi đối mặt với những người và những điều như vậy, chúng ta phải học cách tránh xa các vấn đề. Đừng tranh cãi về đúng sai. Đừng phục vụ cho sự thiếu hiểu biết. Học cách lọc ra thông tin hiệu quả từ cảm xúc và sử dụng năng lượng hạn chế để làm những gì bạn thực sự thích. Một người khôn ngoan không tham gia tranh luận đúng sai, bởi tranh luận là điều không nên có. Cho dù bạn thắng trong cuộc tranh luận đó, nhưng lại không có được thiện cảm của đối phương, cách để giành được thắng lợi thực sự là không tranh luận. Bước qua tuổi 50, càng phải biết buông bỏ, chọn cách nhượng bộ, thỏa hiệp, để tâm hồn thanh thản và vui vẻ. 3. Không ăn uống thỏa thích. Khi tuổi càng cao, thì các chức năng của cơ thể càng suy yếu. Sự trao đổi chất cũng trở nên chậm hơn. Lượng calo mà cơ thể có thể đốt cháy trong một ngày cũng bị giảm đi. Nếu còn ăn uống tùy tiện, không chỉ khiến thể trọng tăng vọt, mà còn gây ra rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Mà sau tuổi 50, sức khỏe đối với chúng ta quan trọng vô cùng. Bởi giữ gìn sức khỏe tốt, không chỉ tốt cho bản thân, mà còn là có trách nhiệm với gia đình. Cũng giống như đất trồng lương thực, chỉ dựa vào bàn tay thì không đủ, còn phải dẫn nước sạch tưới tiêu, dùng đất màu mỡ để tăng chất dinh dưỡng. Chỉ lo vui đầu và làm việc vất vả, nước cạn khô, chất dinh dưỡng cạn kiệt, cuối cùng chẳng những không thể thu hoạch, ngược lại làm cho đất đai trở nên cằn cỗi, cuối cùng mất nhiều hơn được. Cơ thể là đất để phát triển, và sức khỏe là chất dinh dưỡng tốt nhất. Ngủ sớm dậy sớm, vận động điều độ, ngày ăn 3 bữa, đều đặn và đủ định lượng, duy trì thói quen sinh hoạt tốt và sống lành mạnh là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Đừng ăn uống vô bổ, đừng vì suy nghĩ cả đời đến già mới được ăn, mà cái gì cũng ăn, lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe là nhiều. Hãy nhớ rằng, chỉ bằng cách tiết kiệm năng lượng, bạn mới có thể trở về với phần thưởng đầy đủ. 4. Buông bỏ cái gọi là chờ thời cơ. Đừng nghĩ rằng cứ an phận thủ thường để chờ đợi cơ hội đổi thay cuộc đời. Chờ đợi không phải là cách tốt nhất. Cơ hội là do bạn tạo ra. Đừng chờ, vì chẳng biết đến bao giờ. Năm tháng qua đi và chẳng thể nào lấy lại được. Chờ đợi cũng hoài phí tuổi trẻ, thời gian quý báu của bạn. Đối với những người trên 50 tuổi mà nói, không nên chờ đợi cái gọi là thời điểm tốt nhất nữa. Nên nghỉ hưu, đi du lịch. Muốn đi đâu, muốn làm gì thì nên thực hiện hết đi. Đừng chờ đợi thời cơ nữa. Vì khi bước qua tuổi trung niên, cuộc đời vốn đã rất ngắn ngủi rồi. Không còn quá nhiều thời gian để chúng ta chờ đợi nữa đâu. 5. Không nói xấu người khác. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người hãm hại lại bạn.
bạn lừa dối người khác, cũng có người khác lừa dối bạn. Đó là điều chắc chắn. Không phải ngẫu nhiên mà từ thời xưa ông bà ta đã có câu nói, học ăn, học nói, học gói, học mở. Ăn nói chưa bao giờ là một việc dễ dàng cả. Nó là một thứ nghệ thuật mà người ta cần rèn giũa mỗi ngày. Trước khi nói, phải cân nhắc đắn đo xem điều mình nói ra, lợi và hại như thế nào, thiệt và hơn như thế nào. Có những lời tuyệt đối không bao giờ được phép nói ra, nếu không muốn gây thiệt thòi cho chính mình và cho người khác. Ngày xưa, trong thành Xá Vệ, có một người nhà rất giàu tên gọi là Sư Chất. Đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, liền đến một bà bói tên Lam Môn xin bốc một quẻ, xem sau này có sinh được đứa con trai hay con gái nào không. Nhưng họ vô cùng thất vọng, nghe thầy bói trả lời rằng suốt đời họ sẽ không có con. Sư Chất nghe thấy không chịu tin, lại đi tìm một ông thầy tướng số khác, cao tay ấn hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, xin bốc quẻ lại. Thay vì thầy tướng này, vốn được mọi người tôn kính và khen ngợi là bói linh như thần, lại cũng làm cho Sư Chất thất vọng. Sư Chất đi về mà lòng phiền muộn, bỗng dưng nhớ đến bậc đại thánh Thích Ca Mâu Ni, tự nghĩ Đức Phật là giáo chủ của trời và người, là bậc nhất thiết chí. Không có gì là Ngài không biết, không có gì là Ngài không hiểu. Tại sao ta lại không đến gặp Ngài, xin chỉ giáo? Nghĩ đến đây, ông bèn nhắm hướng Tinh Xá Kỳ Viên mà đi. Cung kính đảnh lễ Đức Phật xong, ông chắp tay bạch, bạch Đức Thế Tôn, đại bi, xin Ngài thương xót chúng sinh ngu si mà chỉ giáo. Còn có chút ưu tư, năm nay đã hơn 40 mà chưa có đứa con trai nối dõi. Đó là do nhân duyên gì ạ? Cúi xin Đức Phật khai thị. Đức Phật trả lời, không lâu nữa, ông sẽ có một đứa con trai, vừa có phúc lại vừa có đức. Chỉ có điều là, khi nó vừa lớn xong, nó sẽ xin đi xuất gia. Nghe tin này, Sư Chất rất đỗi vui mừng, thành tâm đảnh lễ dưới chân Phật, rồi thỉnh cầu, cầu xin Thế Tôn và Chư Tăng cho phép chúng con được cúng dường vật thực ngày mai, để chúng con được kết thêm thiện duyên và trồng trùng phước điền của Như Lai. Đức Phật nhận lời, Sư Chất rất hoan hỷ quay về, chuẩn bị đàn trai. Hôm sau, ông dẫn đầu gia nhân, chân thành cúng dường những món ăn thức uống ngon lành đẹp mắt nhất. Đức Phật nhận cúng dường xong, thuyết một thời pháp, rồi dẫn tăng chúng quay về Tinh Xá. Đi được nửa đường, Đức Phật và tăng chúng ngồi dưới một gốc cây bên bờ sông nghỉ ngơi. Bỗng từ trên cây, một con khỉ nhảy xuống, xin mượn bình bát của Đức Phật. Nó ôm bình bát chạy đi thật xa, rồi quay về. Trong bình bát chứa đầy mật ngọt, nó dùng hai tay kính cẩn dâng bình bát lên Đức Phật. Ngài nhận lấy và chia cho chư tăng dùng, để con khỉ được nhiều phước đức. Con khỉ thấy thế mừng rỡ, nhảy nhót. Không lâu sau, nó đến ngày tận số, đầu thai làm người, sinh vào nhà của Sư Chất. Lúc nó sinh ra, trong nhà phàm có vật dụng gì có thể chứa đựng thức ăn, thì vật dụng ấy bỗng đầy ắp mật và đường. Vợ chồng Sư Chất thấy điều quái dị, bèn do nhân duyên này, đặt tên con là Mật Thặng. Thời gian vồn vụt trôi mau như tên bắn. Hơn 15 năm trôi qua như trong chớp mắt, Mật Thặng này đã lớn khôn. Chú bé chán ngán chuyện thế tục, xin phép cha mẹ cho mình được xuất gia. Cha mẹ hết sức vui mừng mà trả lời, lúc con chưa ra đời, Đức Phật đã biết sẽ có ngày hôm nay. Bây giờ con muốn xuất gia, cha mẹ rất hoan hỷ. Không bao giờ cha mẹ ngăn chặn con một cách vô lý được. Cha mẹ hoan hỷ cho phép rồi, Mật Thặng đến Tinh Xá Kỳ Viên xin xuất gia với Đức Phật. Nhờ có tiền duyên, Mật Thặng chứng quả rất mau. Một hôm, thầy đang trên đường đi độ hóa với các bạn đồng tu, cảm thấy vừa nóng vừa khát lạ thường. Ai nấy đều ao ước có một cái gì để uống. Tỳ kheo Mật Thặng bèn cầm bát tung lên trời, rồi sau đó dùng hai tay tiếp lấy bát trở về. Bây giờ trong bát đựng đầy mật ngọt, Mật Thặng bèn chia cho các bạn đồng tu giải khát. Về tới Tinh Xá, một vị tỳ kheo đi tìm Đức Phật, xin thỉnh giáo, bạch Thế Tôn. Trong quá khứ, tỳ kheo Mật Thặng đã tu phước đức gì, mà bây giờ bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể có đường và mật. Đức Phật trả lời, các ông có nhớ, có một lần lâu lắm rồi, có một con khỉ đem mật ngọt đến cúng dường Như Lai và chúng tăng không? Nhờ bố thí với thiện tâm, nên sau khi chết rồi, nó được sinh ra làm người, và nhờ nó chân thành cúng mật ngọt cho Phật, nên kiếp này, nó có thể được đường và mật bất cứ lúc nào, và ở đâu.
Đức Phật nói xong, vị tỳ kheo nọ hỏi tiếp, bạch Thế Tôn, thế thì tiền kiếp, mật thặng do nhân duyên gì mà đọa làm thân khỉ? Lúc ấy, xung quanh Đức Phật có rất nhiều đệ tử vân tập. Ngài nhìn họ một lúc rồi đáp, thầy ấy bị đọa xuống làm khỉ là do một nhân duyên xảy ra cách đây 500 kiếp về trước, thời Đức Như Lai Ca Diếp còn tại thế. Lúc đó có một vị tỳ kheo trẻ tuổi, tình cờ thấy một vị tỳ kheo khác đang băng qua một con suối nhỏ. Vì trẻ tuổi, bèn cười chế nhạo bảo là dáng điệu của vị tỳ kheo kia giống hệt như con khỉ. Nhưng sau đó, thầy ấy tự biết lỗi lầm của mình, đến xin sám hối với vị tỳ kheo mà mình đã chế nhạo. Vị tỳ kheo trẻ tuổi đã phạm tội ác khẩu, nên bị đọa xuống làm khỉ. Tuy nhiên, nhờ thiện duyên biết sám hối, nên kiếp này mới được gặp lại Phật và được Phật độ chứng quả A-la-hán một cách mau chóng. Nghe Đức Phật giảng xong, các vị tỳ kheo đều nhận ra rằng một câu nói ác cũng có thể chiêu cảm nghiệp khổ. Vì thế, không còn ai dám ác khẩu, ngay cả đến một câu nói đùa cũng không dám nói, bởi luật nhân quả không bỏ sót bất cứ một người nào. Những lời an ủi có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vui đi tâm trạng buồn bã của mọi người. Và nếu khuyến tấn đúng thời điểm, đúng lúc, có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương, từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi và những việc làm bất thiện. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta phải ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế. Ác khẩu, ác ngữ là những lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Tuy nhiên, nói nặng lời hoặc lớn tiếng trong mức độ nào đó không phải là ác ngữ, nhất là trong quá trình giáo dục con cái của cha mẹ, giáo huấn học trò của thầy cô. Những lời nói cay độc, gây tổn thương tới người đối diện, cũng vô tình gây họa cho chính bản thân mình. Điều này không phải ai cũng biết. Tục ngữ nói, nếu như không có gì hay ho để nói, thì đừng nói gì cả. Còn khi phát hiện ra bạn bè mình đang nói xấu sau lưng mình, tốt nhất là nên dùng tấm lòng rộng lượng và thấu hiểu để giải quyết. Như vậy mới có thể hóa giải được hiểu lầm, giúp mình có thêm nhiều tình bạn hơn. 7. Lấy lòng tất cả mọi người. Trong cuộc sống, chúng ta luôn hy vọng được người khác chấp nhận và yêu thích. Ngoài ăn nói khéo léo ra, cũng khó tránh sẽ dùng một số kỹ xảo để khiến người khác yêu thích mình hơn. Đặc biệt là ở trong xã hội, đâu đâu cũng cần mối quan hệ, quen biết. Nhưng sau khi bước qua tuổi 50, cũng là lúc nên từ bỏ suy nghĩ đi lấy lòng người khác. Tuy là có nhiều lúc, muốn nói không thực sự là rất khó. Nhưng cuộc đời là của riêng mình, không còn quá nhiều thời gian để đi lấy lòng cả thế giới nữa rồi. Những người quan tâm đến bạn, không cần bạn lấy lòng. Những người không quan tâm đến bạn, lấy lòng cũng vô ích. Đến tuổi này, đừng nghĩ đến việc làm hài lòng bất cứ ai. Dành năng lượng để làm hài lòng chính mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với việc làm hài lòng người khác. Bán Sơn Văn Tập có nói, hãy thu lại hy vọng đặt vào người khác và đặt vào chính mình. Điều này có thể bảo vệ sự thoải mái của bạn đến cuối đời. Không cần phải lấy lòng ai. Hãy sống tốt với chính mình. Người thực sự coi trọng bạn sẽ không cần bạn phải lấy lòng. 7. Theo đuổi hư vinh. Định nghĩa thành công có rất nhiều phương diện, nhưng phần lớn mọi người đều đem nó định nghĩa thành sự thành công trong công việc và sự nghiệp. Chỉ có điều là, dù giàu có nhiều quyền lực, cũng không thể mua được hạnh phúc. Đích thực, bước sang tuổi 50 chính là thời cơ tốt để cuộc đời bạn thay đổi quan niệm. Nhìn con cái vui vẻ trưởng thành, có thể làm được. Cuộc sống trở nên ngập tràn tình yêu, ai nhìn thấy bạn cũng phải nở nụ cười. Đó là định nghĩa của thành công ở một mức độ khác. Thưa quý vị, 50 biết số phận, vậy thật ra là biết những gì? Có lẽ là biết rằng bản thân chưa làm tròn trách nhiệm, không nên buông bỏ cuộc đời của mình. 50 tuổi vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng cũng không còn là chuyện quá xa vời. Có lẽ chúng ta sẽ còn muốn tiếp tục làm việc để làm tròn trách nhiệm của mình. Cũng vậy, những người 50 tuổi là những người đã đi đến giai đoạn chín muồi nhất của cuộc đời. Bên cạnh những niềm vui do thành công và sự huy hoàng mang đến, cũng thường xuyên có một số áp lực. Nhưng chúng ta đều có thể đối mặt một cách thản nhiên, vì chúng ta đã hiểu hết xã hội này, cũng biết làm sao để sống một cuộc sống rực rỡ của mình trong quãng thời gian ngắn ngủi này. Quý vị nhé!
Quý vị thân mến, trong cuộc sống này có nhiều thứ, dù chúng ta muốn tránh, muốn buông bỏ, nhưng nhiều khi chẳng thể tránh được. Vậy nên thay vì chúng ta tránh đến những nơi xấu, buông bỏ những điều không nên, chúng ta cần học cách nói khôn khéo nhất, đặc biệt là tránh nói đến ba điều xui xẻo này, để cuộc sống của mình được bình an hạnh phúc hơn. Quý vị thân mến, cổ nhân dạy, họa từ miệng mà ra. Nhiều khi nói chuyện quá hăng hái, chúng ta dễ rơi vào trạng thái lỡ mồm lỡ miệng, nói những từ ngữ hoặc câu nói hơi quá mức, thậm chí là những lời lẽ tiêu cực. Thực tế, ngôn ngữ có sức ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn mang đến những hậu quả mà không ai có thể lường trước được. Một người thông minh sẽ biết ăn nói đúng mực, biết uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Họ sẽ suy nghĩ thật kỹ càng xem từ ngữ của mình có tổn thương đến ai không. Chính vì thế, họ mới tránh được những rắc rối không cần thiết trong cuộc sống này. Bất kỳ ai cũng mong cầu những điều may mắn, suôn sẻ sẽ đến với mình, đặc biệt là trong phương diện sức khỏe và công việc. Tuy nhiên, tương lai là vô hạn. Có những điều chúng ta không thể nào khống chế được, điều mà mỗi con người có thể nắm bắt chỉ có hiện tại mà thôi. Vì thế, đừng ngại ngần thay đổi bản thân để đạt được những điều tốt nhất có thể. Trước tiên, hãy bắt đầu những thay đổi nhỏ từ lời ăn tiếng nói. Nếu muốn tránh vận đen xui rủi, thì tuyệt đối không nên nói những lời sau đây. Người hãy mở miệng nói đến ba điều chứng tỏ xui xẻo sắp kéo đến. Thứ nhất, phàn nàn về việc bản thân xui xẻo như thế nào. Trong cuộc sống, ai cũng đều sẽ gặp phải những khó khăn khác nhau. Tuy nhiên, khi gặp khó khăn, điều đầu tiên mà mọi người thường nghĩ đến sẽ là than vãn. Thế nhưng, điều đáng sợ nhất trong cuộc sống chẳng phải là thường xuyên than thân trách phận hay không. Những người như thế sẽ không bao giờ tìm ra nguyên nhân thất bại của bản thân, mà chỉ biết đổ lỗi cho người khác, với mục đích giải tỏa năng lượng tiêu cực ở trong lòng. Thông thường, những người thường xuyên phàn nàn như thế sẽ không gặp nhiều may mắn. Thực tế, cuộc sống vẫn gồm có khó khăn và thành công song hành với nhau. Bạn không chỉ mong luôn muốn thành công mà né tránh thất bại. Chỉ khi dám đối mặt với sự thất bại, rút ra bài học kinh nghiệm, thì mới có thể phát triển và ngày càng thành công. Ngược lại, những người luôn né tránh thực tế, thường xuyên phàn nàn hay đổ lỗi, sẽ mãi mãi không thể nào tiến bộ lên được. Chưa kể, thói quen này không chỉ gây hại cho bản thân, mà còn khiến cho những người xung quanh cảm thấy vô cùng khó chịu. Dần dần, bạn sẽ mất đi những mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống. Thứ hai, tiết lộ bí mật hoặc đời tư của mọi người. Đúng như đã nói, họa từ miệng mà ra. Lời ăn tiếng nói của mỗi người luôn là cánh cửa rước vận may hoặc xui rủi, tùy vào nội dung mà nó mang đến. Chính vì thế, đối với một người hễ mở miệng là tiết lộ bí mật hoặc chuyện riêng tư của người khác, rất có thể sau này họ sẽ bị liên lụy bởi những vấn đề này. Ngoài ra, nếu như bạn luôn nói những điều không nên nói, hoặc làm ra những hành động không tốt với người khác, trong mắt mọi người, bạn là một người không có đạo đức, không biết tôn trọng người ta. Một người như thế, cho dù có đi đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ luôn bị người khác coi thường, ghét bỏ, xa lánh. Chưa kể, nếu cứ bô bô kia miệng về những chuyện riêng tư của người khác ra ngoài, bạn sẽ bị mọi người xa lánh, bị đánh giá là một người không xứng đáng để kết bạn, giao lưu. Thứ ba, nói những chuyện thị phi, gieo bất hòa. Ắt hẳn nhiều người thường nghe thấy lời khuyên rằng hãy ngồi im lặng và suy nghĩ về những lỗi lầm của mình và đừng nói về những lỗi lầm của người khác. Câu này có nghĩa rằng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước khi trách người, hãy tự kiểm điểm bản thân đầu tiên. Ngoài ra, cũng có câu nói rằng chúng ta không thể nào đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Do đó, dù họ có thật sự sai đi chăng nữa, lời nói của bạn cũng chỉ là vô dụng nếu họ cứ mãi cố chấp. Đặc biệt là trong trường hợp bạn vẫn chưa thể biết được rằng ai đúng ai sai. Chính vì thế, tốt nhất chúng ta chỉ nên tập trung vào việc phát triển bản thân, đồng thời tránh xa thị phi và cám dỗ. Khi bạn tốt lên, thì thế giới xung quanh tự nhiên cũng tốt lên theo. Ngược lại, nếu như bạn thường xuyên bàn tán về những chuyện thị phi của hết người này tới người kia, không sớm thì muộn, họ cũng sẽ tự nhiên mà tìm đến bạn. Thực tế, sở dĩ con người ngồi lê buôn chuyện cũng chỉ vì tò mò. Khi một người tò mò hỏi chuyện của người khác, bỗng sẽ cảm thấy vui một cách kỳ lạ. Cái niềm vui không thể diễn tả này mới thực sự là điều mà họ muốn có mỗi khi buôn chuyện.
Tuy nhiên, hành vi nghe có vẻ vô hại này lại là con dao hai lưỡi, không chỉ khiến người khác tổn thương mà còn gây tổn thương chính mình. Nói những câu chuyện thị phi không chỉ hại bản thân mình mà còn khiến cho mọi người cảm thấy bạn không đáng tin cậy. Dần dần, họ sẽ nảy sinh cảm giác đề phòng và mất niềm tin. Suy cho cùng, sự xui xẻo về cơ bản cũng chính là tín hiệu báo cho bạn biết mình đã hành động sai lầm. Đây cũng là một cách nhắc nhở của cuộc sống, khuyên bạn hãy kịp thời quay lại con đường đúng đắn. Một người thật sự có trí tuệ, có hiểu biết, một người thông minh, sẽ biết không nên dọc mạch, quan tâm hay nói nhiều chuyện, nhiều việc của người khác, bớt nói thị phi và bớt phán xét mọi người, biết làm chủ lời ăn tiếng nói của mình trong mọi hoàn cảnh. Quý vị thân mến, cuộc sống của chúng ta không thể biết trước điều gì. Việc chúng ta cần làm là tránh xa những điều không tốt cho mình và làm những điều tốt cho mình. Quý vị cũng đừng giữ lại cho mình những điều làm phiền lòng. Khi đã bước sang tuổi 50, hãy sống bình thản, hạnh phúc và trân trọng những gì mình đang có. Quý vị nhé! Và như thường lệ, trong phần cuối của bài chia sẻ ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe câu chuyện ngắn có tựa đề Lời nói dối ngọt ngào. Thi trượt đại học, Thực về làm phụ hồ ở một công ty xây dựng nhà ở. 2 năm sau, Thực đã trở thành một thợ xây bậc 3. Thời buổi đất nước như công trường xây dựng, thì thợ này ta có giá. Như Mỹ, chính, cánh của thợ bao cấp. Công ty phải chia từng tốp thợ, toán thợ xây ở phố, toán xây ở quê. Thợ này lúc nào cũng túi bụi với công việc. Năm ấy, anh đội trưởng đưa toán thợ nể của Thực đến một địa điểm xây nhà tường trong thành phố Đông Vui, hóa ra lại ở ngoại thành. Nơi đây làng không ra làng, phố cũng chừng giả phố, còn nhiều khu đất trống, ruộng hoang và ao chuông. Anh đội trưởng bảo toán thợ này dựng lán ở gần mặt bằng xây dựng, cho tiện việc đi lại và trông coi vật liệu. Toán thợ nể được nghỉ trong nhà trọ một buổi tối. Sáng hôm sau, ông chủ cho xe chở vật liệu và cốt pha đến, cho thợ nể dựng lán. Sàn ghép bằng gỗ cốt pha, xung quanh tre vải bạt, mái cũng là vải bạt. Những ngày đầu, Thực không sao ngủ được, vì ban đêm có những cơn gió lùa tấm vải bạt rung, phần vạt gió lách qua khe hở, đưa cái mùi cống rãnh khắm điếc mũi. Đã thế lũ muỗi đói, vớ được thợ nể ta như miếng mồi ngon. Chúng họ gieo từng đàn vo ve, chui vào trong lán, cứ nhằm những anh nào dãy đạp, thò chân ra ngoài màn là chích vòi và hút máu. Sợ nhất là hôm nào động trời, có móc mắt giống bé tí tẹo, màn nào cũng chui lọt, đốt đau nhòe nhói. Anh Hòe đội trưởng phải đến cửa hàng mua thuốc phun muỗi, tuy độc hại, còn hơn là mất ngủ. Nhưng đâu đã yên, những hôm mưa rào, nước ngập các giường ao hồ, thì ếch nhái, chàng trẹo, trong mắt cãi nhau, con thì chuộc chuộc, còn lại chẳng chuộc, suốt đêm điếc cả tai, nghe vừa tức vừa buồn cười. Thành phố mà cũng có chàng trẹo. Thế mà cái làng quê của Thực, từ khi ao chuông sang đất xây nhà, xây kho chế xuất, mở đường cao tốc đi qua, thì lũ ếch nhái, chàng trẹo kéo nhau cả bầu đoàn thê tử đi đâu. Chỉ những hôm nào mưa rào, mới thấy vài chú ngoé nhảy tanh tách ngoài bờ ao, và lơ thơ tiếng ếch kêu, ồm ộp. Có lên thành phố mới thấm thía cái nắng chang chang như bốc khói ngoài mặt đường. Nó không như ở quê, nhà cửa thưa thớt, lại có bóng râm cây cối. Cái nóng của thành thị, ngoài kia nắng như đốt của mặt trời. Cái nóng còn ở những ngôi nhà bê tông, đường nhựa tỏa ra. Có lúc tưởng như máu trong người sắp sôi lên mất. Thế mà thợ nể vẫn thoăn thoắt, tay bay tay gạch, hàng hàng thẳng tắp. Ông chủ nhà, một quan sức của thành phố, là người cẩn thận khó tính. Ông từng học Đại học Bách khoa Hà Nội, vốn quen với độ chính xác từng ly. Lại có con mắt tin tưởng, anh thợ nào làm ẩu là ông phát hiện ra ngay. Thường cứ chiều thứ bảy hoặc chủ nhật, ông đến kiểm tra cánh thợ. Hai tay chắp sau mông, ông thủng thẳng đi quan sát từng người. Rồi lại dừng lại xem Thực chát trần. Bàn tay Thực dẻo quẹo, cầm bay vẩy vữa tanh tách lên trần nhà. Thợ vụng thì vữa rơi lả tả. Với Thực thì như có chất keo dính kết trên bề mặt bê tông. Tay vẩy vữa, tay cầm thước gạt, tay cầm bàn xoa. Xoa lên xoa xuống, lượn tròn lượn khéo, mặt trần phẳng lì nhẵn thín, tưởng như thạch sùng cũng khó mà leo lên được. Ông chủ gật gù, khá lắm, khá lắm. Ngày mai tôi thưởng, đúng như lời hứa,
Chiều hôm sau, bà chủ đích thân lái chiếc xe con bán tải đến đón Toán thợ nể đến khách sạn 4 sao. Khỏi phải nói, Toán thợ nể ta sung sướng đến nhường nào. Bụng đang đói ngấu mà thức ăn thì bày la liệt trên bàn, trên giá. Nào là thịt gà, tôm rán, ghẹ, ốc biển, ốc hương, thịt lợn, thịt bò, rau xào, bí luộc, thơm nước mũi. Ai muốn ăn gì cứ tự nhiên xúc vào đĩa ăn. Nhiều ăn ít, chẳng ai bảo sao. Thoải mái cho thợ nể ta ăn như tầm ăn dỗi. Chỉ có mấy cô nhân viên phục vụ là hay tò mò, cứ nhìn anh em ăn mà tủm tỉm cười. Ông chủ tỏ vẻ thích anh em thợ. Ông giao hẹn, từ nay, mỗi khi làm xong một công đoạn có chất lượng tốt, ông sẽ thưởng tiền và cho một bữa buffet ăn mệt nghỉ đấy. Thế mà hôm mới đến, nhiều anh chán nản muốn đòi về. Bây giờ anh nào anh nấy túi tiền rủng rỉnh, lại thích đi chơi phố. Mỗi buổi chiều đi làm về, tắm giặt sạch sẽ, cơm rượu no nê, thì trời cũng vừa tối. Đứng ở cửa lán nhìn lên trung tâm thành phố đã lên đèn sáng rực một khoảng trời. Ánh đèn màu nhấp nháy như mời gọi thợ nể. Ý ới rủ nhau lên phố. Một mình thực không đi. Ở nhà sang hàng xóm xem tivi. Có hôm đi ngủ sớm. Nhiều lúc thực thấy nhớ nhà, nhớ người bạn gái, cô nền, bạn học từ thời cấp 1. Yêu nhau đã mấy năm. Hôm mẹ thực cùng dì Thu và mấy người họ hàng đi dạm ngõ. Bên ấy thách cưới những 20 bành giày 30 cân thịt lợn, 50 chiếc bánh nướng 10 cân nhân, 5 chỉ vàng và 20 triệu tiền mặt. Họ hàng nhà thực, ai cũng lè lưỡi lắc đầu. Sao bây giờ vẫn còn những con người lạc hậu thế? Không biết thế là đám cưới không thành. Mẹ thực bảo con là thợ, đi đâu chả lấy được vợ, lo gì? Buổi sáng hôm ấy, trời nắng chang chang, hàng cây rên rỉ tiếng ve sầu, bỗng có đám mây đen ù ù kéo đến. Nhưng trời không mưa, mà chỉ có gió. Gió rào rào của cơn dông giải nhiệt mát rời. Sướng dân chất văn nghệ bốc lên. Thợ nể ta cao hứng cất tiếng hát. Anh thì, ối con sông quê, con sông quê. Anh thì ngân nga câu quan họ, đứng ở đằng xa, yêu nhau đứng ở đằng xa. Anh lại nghêu ngao câu vọng cổ, thôi em ơi, đừng yêu anh nữa. Trái tim anh đã chắt bùn vỡ cả rồi. Toán thợ cười như pháo, bỗng có tiếng hỏi. Các anh ơi, có gì bán em mua? Một cô gái ve chai, dắt xe đạp bước vào. Cô đội chiếc mũ cối rộng vành, khẩu trang che kín cả mặt lẫn mũi. Chả biết xấu đẹp thế nào, nhưng chỉ nhìn cái dáng cao cao, thon lặn, đã thấy cảm tình. Dựng xe đạp bên kiều gạch, cô ngước mắt lên. Các anh ơi, có sắt vụn, vỏ bao xi măng thì bán cho em. Toán thợ tranh nhau nói, em có mua, anh bán. Cô ve chai không lạ gì thợ này, thường vui nhộn, thích đùa. Cô cũng vẻo von một chút cho vui. Em mua sắt vụn, chứ mua anh để làm gì? Mua anh về làm chồng em à? Em có chồng rồi anh ạ. Có chồng thì mà có chồng. Ở đây vắng vẻ, tơ hồng ta cứu. Toán thợ phá lên cười. Trong khi các anh thợ bông lơn, cợt nhả, thì thực tụt xuống giàn giáo, dẫn cô ve chai đến chỗ hôm trước thực làm sắt. Có rất nhiều mẫu thép thừa. Thực bảo, em cứ nhặt thoải mái. Vài ngày sau, em đến tôi để dành cho. Từ hôm ấy, cứ cách 3-4 ngày cô lại đến. Mỗi lần cô đến, cánh thợ xôn xao, náo nức, không khí làm việc rộn rã, tưng bừng. Thế rồi tự nhiên, hơn một tuần sau không thấy cô đến. Thực nghĩ, hay là do các anh thợ bỡ bã đùa dài, nên cô ngại. Hoặc biết đâu, cô ốm. Chiều hôm đó, đổ xong bê tông mặt sàn tầng 5, có thời gian rỗi rãi. Thực một mình đến bưu điện, gửi ít tiền về cho mẹ. Lúc về, Thực đi qua một con phố có bãi đất trống, người ta đổ đầy rác rưởi. Dưới nắng chiều hầm hập, bãi rác bốc mùi hôi thối. Thực phải bịt mũi nín thở, cố bước qua thật nhanh. Đến gần, Thực nhìn thấy hai cô gái đang cãi nhau. Cô mặc áo nâu túm tóc cô mặc áo xanh, vật xuống. Đàn bà đánh nhau thường chỉ dùng hai miếng võ hiểm, một là túm tóc, hai là xé áo quần của nhau ra, để làm nhục nhau trước đám đông. Cô áo nâu đồng thời tung ra hai miếng võ, vừa túm tóc vừa tụt quần cô áo xanh. Cô áo xanh rơi cả nón cùng khẩu trang, mặt không còn hột máu, hai tay vẫn cố thủ cạp quần. Thực nhảy vào kéo hai cô giãn ra.
Thực ớ người nhận ra cô ve trai quen biết, Thực mắng cô áo nâu, cùng cảnh áo rách với nhau, đã không giúp đỡ nhau, lại còn cậy lớn đánh người ư? Vì nó nhặt ở bãi rác của tôi, đã là bãi rác thì ai cũng có quyền nhặt. Sao cô có quyền cấm đoán? Anh nói dở, bãi rác này là của tôi, vì tôi đã nộp thuế cho người ta, thì tôi là trưởng bãi. Nó muốn nhặt thì cũng phải nộp thuế cho tôi chứ. Thực bực tức chửi, động tiên sư chúng đó. Bãi rác cũng có kẻ bảo kê. Thực kéo cô ve chai ra ngoài an ủi. Thôi em ạ, tối nay em đừng đến bãi rác này nữa. Kẻo người ta đánh cho thì khổ. Em cứ đến chỗ tôi ở. Đấy, các anh thợ vui tính, tếu táo, cho vui thôi. Em đừng ngại. Cô ve chai ngoan ngoãn đi theo Thực. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Cô ve chai khoe với Thực, có đứa em gái học rất giỏi. Nó học giỏi toàn diện các môn, từng đoạt giải nhất môn toán của tỉnh và giải nhì môn sinh toàn quốc. Nó có nguyện vọng thi vào trường đại học y, nhưng vì nhà nghèo, cha ốm, mẹ yếu, nên chỉ muốn cho nó học hết trung học phổ thông, rồi ở nhà làm ruộng và lấy chồng. Nó bảo mẹ cứ lo cho con thi vào trường đại học y, trở thành bác sĩ, con sẽ trở về chữa bệnh cho bố. Mẹ, nếu còn thi đỗ, con sẽ vừa học, vừa làm để tự nuôi mình. Mẹ đừng lo. Không ngờ nó đỗ thật. Hôm có giấy báo tựu trường, anh em, họ hàng, xóm phố, đến ngồi chật ba gian nhà, chúc mừng. Họ coi đó là một bác sĩ tài năng tương lai. Em đã xin bố mẹ ra phố, làm nghề ve chai nuôi nó ăn học. Từ bấy đến nay, nó đã học sang năm thứ tư. Thực vô cùng cảm động sức tấm lòng thương yêu vô bờ bến của người chị đối với em. Mải mê trò chuyện, Thực và cô ve chai đã về đến lán. Toán thợ nề nhìn thấy hai người đi sóng đôi, reo lên, đẹp đôi quá. Thằng Thực tán được em ve chai rồi các cậu ơi. Cô ve chai đỏ mặt, Thực thì mặc kệ. Anh đến bên cửa lán, xách một bao sắt vụn và mấy tệp vỏ bao xi măng, đặt lên gác ba ga xe đạp. Rồi chẳng buộc cẩn thận cho cô. Anh em trong tổ này bảo Thực là nịnh đầm. Thực không coi việc làm đó là nịnh đầm, bởi Thực biết hoàn cảnh của những cô gái ve chai cũng khó khăn, vất vả lắm. Cả ngày rong ruổi trên các nẻo đường, dù nắng hay mưa, nếu không mua được gì thì già vào các bãi rác tìm những đồ thải đem bán, kiếm những đồng tiền lẻ. Với sự cảm thông sâu sắc, Thực muốn chia sẻ, giúp cô. Thế thôi, tuy chưa biết mặt, nhưng mỗi khi đứng trên giàn giáo nghe thấy tiếng dao, ai đồng, chi, sắt vụn, tivi, tủ lạnh hỏng, nồi hỏng, bán ơi, Thực lại dừng tay bay, ngó xuống. Nhận ra cô ve chai thân thiết, Thực vội vàng tụt xuống. Và lần nào cũng như lần nào, Thực nâng bao sắt vụn, giấy vỏ lon, đưa lên xe đạp, chẳng buộc cẩn thận cho cô. Tuy không ai nói ra, nhưng cả hai trong lòng như đã có ý. Nên mỗi ngày không nghe thấy tiếng dao của cô ve chai, Thực rất bâng khuâng. Vậy mà bẵng đi mấy tuần liền, Thực không nhìn thấy bóng dáng cô ve chai. Thực nóng lòng chờ, tới một tháng rồi hai tháng. Lần này thì Thực tin là cô ve chai ốm thật. Một buổi tối, Thực lang thang tìm kiếm mấy xóm trọ để biết Thực hư. Thực đến một nhà trọ toàn con gái. Cô mặc váy, cô mặc quần đùi, áo may ô ba lỗ, kẻ nằm. Người ngồi ngả nghiêng trò chuyện. Những cô gái ve chai không còn đeo khẩu trang hoặc quấn khăn kín mít như ban ngày. Thực được nhìn rõ khuôn mặt của các cô. Hóa ra các cô không đen đúa, xấu xí như Thực tưởng. Trước mắt Thực là những cô gái trắng trẻo, dễ thương. Mái tóc được chải chuốt mượt mà. Có một cô gái đang nằm, nhìn ra thấy Thực, nhổm dậy hỏi, anh kia tìm ai? Tôi muốn gặp một cô quen, nhưng chưa biết tên. Các cô ngồi cả dậy, phá lên cười, yêu người ta rồi hả? Chúng mày ơi, tất cả lại đây xem, anh ấy nhận mặt ai là người yêu? Gần 10 cô gái xúm lại quanh Thực, mạnh dạn như thợ nề, mà trước các cô, Thực cũng phải đỏ mặt. Thực nhận diện từng gương mặt, nhưng không thấy ai là người giống cô ve chai thân thiết ấy. Thực thẫn thờ ra về, định hôm nào rỗi sẽ đến xóm trọ khác tìm cô, thì ngôi nhà đã xây xong. Toán thợ nể của Thực lại nhổ lán, đến một khu phố mới. Khi ở nội thành, lúc ở ngoại thành, công việc liên miên, khép kín thời gian. Nhiều hôm,
đứng trên giàn giáo nghe tiếng dao, đồng, chi, sắt vụn. Bán ơi! Thực háo hức nhìn xuống, chỉ là những cô ve chai thường gặp, còn cô ve chai ấy vẫn như bóng chim tăm cá. Tự nhiên Thực thấy buồn tủi thân. Trách phận Toàn đi xây nhà đẹp cho người, còn mình thì quanh năm suốt tháng sống trong lán trại hôi hám, nơi đất khách quê người. Tuổi xuân cứ vụt vụt trôi, dòng đời hối hả trong cuộc đua chen, thì Thực như dừng chân tại chỗ. Mấy đứa bạn của Thực, đa số đã trưởng thành, đứa là chủ doanh nghiệp, đứa có đầm nuôi tôm, đứa công chức nhà nước, và hầu hết đã có vợ con. Mấy hôm trước, mẹ Thực nhắn tin qua một người họ hàng, tìm lấy đứa nào ở quê, hay làm gì cũng được, chứ đừng già kén kèn. Hôm rồi sẽ chết già đấy con ạ. Thực bỗng nhớ tới cô ve chai, thấm thoát đã hơn 2 năm rồi, Thực không gặp lại. Giờ cô em gái của nàng hẳn đã tốt nghiệp trường y, hai chị em đã yên bề gia thất. Dự định xây xong ngôi nhà mới này, Thực sẽ về quê chiều ý mẹ. Thực sẽ cưới một cô gái nông thôn, đẹp người, tốt nết. Mẹ sẽ có nàng dâu Thảo, chăm sóc mẹ trong những ngày Thực đi làm xa. Người ta bảo, cái gì nói trước thường bước không qua. Buổi sáng hôm ấy, anh thợ cả giao cho Thực trang trí mặt tiền. Với bàn tay khéo léo, tỉ mỉ, Thực đắp cắt những đường vào, đường chỉ thẳng tưng, những đường nét hoa văn tinh xảo, sống động. Ai qua lại cũng ngẩng đầu lên ngắm nghía, tấm tắc khen. Thực hưng phấn, mải mê làm không biết mệt. Lúc đứng lên, khi ngồi xuống, lúc lùi ra ngắm nghía, bất chợt dẫm chân lên thanh gỗ bập bênh, Thực trượt chân ngã nhào xuống. Cũng may áo Thực vướng vào thanh giàn giáo, người Thực bị treo lơ lửng. Toán thợ nhốn nháo chạy đến, nhưng không kịp, Thực bị rơi xuống đất. Những người thợ xúm lại, ai nấy đều thở phào, vì Thực rơi vào đống cát san nền. Họ đưa Thực đi bệnh viện cấp cứu. Tỉnh dậy, Thực thấy mình nằm trong bệnh viện. Nhìn trong phòng, người nào cũng băng bông trắng xóa, gương mặt dầu dẫn lo âu. Thực cảm thấy mình nhỏ bé trước những tà áo trắng. Đã thế, Thực lại luôn nghe bệnh nhân thì thầm về những điều không tốt của bệnh viện. Thực càng thêm hoang mang, lo lắng. Ông bệnh nhân nằm gần giường Thực hỏi, cậu có quen ai là bác sĩ không? Cháu là thợ nề ở quê ra, chẳng có ai quen. Cậu phải tìm cách làm quen với bác sĩ, điều dưỡng, chứ không, thể nào cũng nằm đây. Các vết thương của cậu đến mùng 7 mới khỏi, muốn làm quen họ cũng dễ thôi. Chớ quả cáp linh tinh, cứ quy ra tiền, càng nhiều tiền càng dễ làm quen. Đời bây giờ nó thế, mình phải thế đấy cậu ạ. Thực đưa tay vào túi áo, tiền mới lĩnh còn nguyên. Thực gấp làm sẵn một chiếc phong bì, đút túi áo. Sáng hôm sau, chị bác sĩ trưởng khoa vào thăm khám. Chị vạch áo xem các vết thương, rồi đo huyết áp, nghe tim phổi, thử phản xạ của mắt, phản xạ chân tay cho Thực. Xong, chị nói, anh là may mắn lắm đấy. Các vết thương đều ở phần mềm. Yên tâm điều trị, vài ngày nữa là ra viện thôi. Anh đừng lo. Thực rụt rè đưa tay vào túi áo, định rút phong bì, nhưng lại lúng túng không biết đưa cho bác sĩ bằng cách nào, thì chị đã bước sang phòng bên. Thế là nhỡ mất cơ hội. Thực lo lắm, chờ hôm nào chị bác sĩ trực ca. Xong, không như Thực nghĩ, không như người ta đồn thổi, Thực được bác sĩ cùng kỹ thuật viên chăm sóc tận tình. Hàng ngày còn có các nhóm sinh viên thực tập, em nào cũng mặc áo blue trắng, chiếc ống nghe thõng trên ngực. Thực nhìn họ vừa gần gũi, vừa cao sang. Buổi chiều hôm ấy, có 3 cô sinh viên vào phòng thực tập. Một cô nhìn thấy Thực, vội vã đi đến hỏi. Anh Thực đây ư? Anh làm sao vào viện từ bao giờ mà em không biết? Thực ngỡ ngàng. Tôi ngã giàn giáo, nằm viện đã 2 ngày rồi. Nhưng sao cô lại biết tên tôi? Biết chứ. Em còn biết rõ về anh nữa là đằng khác. Thực nhìn cô sinh viên, có dáng quen quen. Trong trí nhớ của Thực hiện lên hình bóng cô ve chai. Thực nghĩ ngay, hay là cô em gái của nàng? Thực ấp úng hỏi, tôi trông cô rất giống cô gái mua bán sắt vụn mà tôi quen. Chị em đấy, chị em bảo có quen một anh thợ nề rất tốt tính, đã giúp chị nhiều, và có lần cứu chị ấy thoát một trận đòn của chị ve chai ngoài bãi rác. Thì ra người ấy là anh đấy ư? Thật thế ạ? Chị ấy giờ ở đâu? Lâu quá rồi, tôi không gặp.
chị em đang ở dưới quê. Chị ấy bảo mấy hôm nữa sẽ lên phố. Anh có nhớ chị ấy không? Nhớ lắm. Tôi cảm phục chị ấy. Vì đã vì sự học của em mà dấn thân vào cuộc sống lam lũ để nuôi em ăn học. Chị ấy đã tốt nết, lại đẹp người. Một vẻ đẹp khiêm nhường, giản dị, chứ không phấn son loè loẹt như những cô gái phố. Anh quá khen. Chứ chị em xấu lắm, lại làm cái nghề thấp hèn. Xã hội phân công, mỗi người một nghề. Tôi là thợ nề, cũng nghèo như chị ấy, lại đen đủi, xấu trai, nên chẳng có cô gái nào yêu. Cô sinh viên che miệng cười khúc khích. Anh có yêu chị em không? Người như thế thì ai mà không yêu? Thế mà anh chả nói. Đàn ông phải chủ động nói trước chứ. Ai lại để con gái nói trước bao giờ? Anh ngố lắm. Hôm ra viện, cô sinh viên tiễn Thực ra ngoài cổng. Cô đưa cho Thực một lá thư và nói, khi nào anh về đến nhà mới được mở ra xem. Về lán, Thực hồi hộp mở thư ra đọc. Anh Thực ơi, em có lỗi với anh nhiều lắm. Em đã nói dối anh. Em chẳng có chị gái nào cả. Cô ve trai mà anh thương nhớ ấy là em. Anh ngố lắm. Người ta nói dối thế mà cũng tin. Thực xem đi xem lại nhiều lần, rồi áp lá thư vào ngực để cảm nhận hơi hướm của cô ve trai yêu quý. Thực nhìn ra xa thành phố như trải rộng tới chân trời, nguy nga với đồ sộ những tòa cao ốc, mà lòng Thực rộn rã những niềm vui. Vâng, kính thưa quý vị, bài chia sẻ của sách Nói Minh Triết xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin và cái nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ và đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa. Quý vị nhé! Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của sách Nói Minh Triết. Những vì sao lung linh từ những tâm hồn tuyệt vời của quý vị khán giả thân yêu dưới ánh trăng thanh bình. Chúng tôi xin kết thúc những dòng tâm tư bằng lời cảm ơn chân thành nhất. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với kênh sách Nói Minh Triết để chúng ta cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau trân trọng và cùng nhau lan tỏa yêu thương đến mọi ngóc ngách của cuộc sống. Hãy đăng ký kênh và cùng chúng tôi đi qua những chặng đường đầy hấp dẫn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sắp tới của kênh sách Nói Minh Triết.